Xin chào các em. Chào mừng các em đã đến với giờ học âm nhạc trực tuyến ngày hôm nay. Cô rất vui khi được gặp lại các em. Cô hy vọng các em sẽ ngày càng yêu thích bộ môn âm nhạc từ những tiết học trực tuyến này nhé. Chúng ta cùng bắt đầu giờ học nào. Các em quan sát lên màn hình và cho cô biết những hình ảnh sinh động mà các em được thấy nhé. Vào mỗi buổi sáng sớm, khi chú gà trống gọi ông mặt trời thức dậy, chăm hoa đua nhau khoe sắc dưới nắng mai thì cũng là lúc những chú ong chăm chỉ bắt đầu đi tìm mật. Đó cũng chính là nội dung của bài hát Chị Ong Nâu và Em Bé. Người sáng tác ca khúc Chị Ong Nâu và Em Bé là nhạc sĩ Tân Huyền. Ông sinh năm 1931, mất năm 2008. Một tên tuổi của thể loại âm nhạc cách mạng Việt Nam. Đa số các tác phẩm trong sự nghiệp sáng tác của ông là những ca khúc mang nặng tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, như tác phẩm Cỏ Non Thành Cổ, Em Đứng Giữa Giảng Đường Hôm Nay. Tuy vậy, nhạc sĩ cũng có hai ca khúc quen thuộc dành cho thiếu nhi, đó là bài Chị Ong Nâu và Em Bé, Cháu Vẽ Ông Mặt Trời. Không chỉ có giai điệu hay, Chị Ong Nâu và Em Bé còn có ca từ vô cùng ý nghĩa, giáo dục tình yêu lao động và yêu cuộc sống cho thiếu nhi. Bây giờ, cô mời các em cùng lắng nghe bài hát nhé. Chị
Bài hát này, cô mời các em cùng khởi động giọng. La 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 la, 2, 1. La 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 la. La 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 la, 2, 1. La 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 la. La. La 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 la. Bài hát gồm có 2 lời ca. Giờ học hôm nay cô sẽ cùng các em học lời 1 nhé. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu. Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy. Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời. Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên Để hát chuẩn xác lời ca của bài hát, cô mời các em cùng đọc lời ca. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu, chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi, chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời, chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười. Ở lời 1 của bài hát, cô chia thành 2 đoạn nhạc bao gồm 6 câu hát. Khi hát, các em chú ý giữ tư thế thoải mái, lấy hơi trước mỗi câu hát. Mời các em học hát từng câu nào. Mời các em quan sát câu hát và nghe giai điệu. Các em nghe cô hát mẫu. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu Chúng ta cùng hát nào. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu Mời các em học tiếp câu 2. Các em quan sát và nghe giai điệu. Ở câu hát này, các em lưu ý 2 từ cần hát luyến. Chữ gà và chữ mặt, các em hát luyến xuống. Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy. Mời các em cùng hát. Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy. Mời các em hát ghép câu 1 và câu 2. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu. Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy. Các em chú ý lấy hơi trước câu hát nhé. Chúng mình cùng hát lại nào. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu. Chú gà trống mới gáy,
ông mặt trời mới dậy. Các em học tiếp câu 3. Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Các em hát cùng cô nào. Mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Mời các em hát ghép đoạn 1, bao gồm câu 1, câu 2 và câu 3. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu, chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Mời các em học hát câu 4. Ở câu hát này bắt đầu từ nốt cao, vì thế các em lưu ý lấy hơi trước khi hát. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chúng ta cùng hát lại nào. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Các em học tiếp câu 5. Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời. Mời các em hát lại. Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời. Các em hát ghép câu 4 và câu 5. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời. Chúng mình cùng hát lại nào. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời. Mời các em học tiếp câu 6. Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười. Chúng ta cùng hát lại nào. Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười. Mời các em hát ghép đoạn 2, bao gồm câu 4, câu 5 và câu 6. Các em lưu ý lấy hơi trước mỗi câu hát nhé. Trời nắng tươi, chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời. Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười. Chúng mình cùng ghép toàn bộ lời một của bài hát nào. Các em chú ý hát với nhịp độ vừa phải, thể hiện sắc thái vui tươi, nhí nhảnh của bài hát nhé. Trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi. Chị bay đi tìm nhụy, làm mật ong nuôi đời. Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười. Các em vừa được học lời 1 của bài hát Chị ong nâu và em bé. Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn các em hát kết hợp gõ đệm theo tiết tấu lời ca. Ở cách gõ đệm này, các em lưu ý hát tiếng nào thì gõ vào tiếng đó nhé. Mời các em quan sát lên màn hình và nghe cô hát kết hợp gõ mẫu.
Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu? Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi, chị bay đi tìm nhụy làm mật ong nuôi đời. Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười. Chúng mình cùng thực hiện nào. Chị ong nâu 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 nâu, chị bay đi đâu đi đâu? Chú gà trống mới gáy, ông mặt trời mới dậy, mà trên những cành hoa em đã thấy chị bay. Bé ngoan của chị ơi, hôm nay trời nắng tươi, chị bay đi tìm nhụy làm mật ong nuôi đời. Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười. Chúng ta cùng kiểm tra kiến thức bằng một trò chơi nhỏ nhé. Các em có muốn tham gia không nào? Mời các em quan sát lên màn hình. Chúng ta có 3 nốt nhạc ứng với 3 câu hỏi. Nhiệm vụ của các em là nghe câu hỏi và chọn đáp án đúng. Cô tin là các em sẽ trả lời được những câu hỏi này. Nốt nhạc màu đỏ. Đây là giai điệu của câu hát nào? Các em có 10 giây để lắng nghe và trả lời. Các em nghe đáp án của cô đưa ra, xem có giống với đáp án của mình không nhé. Chị vâng theo bố mẹ, chăm làm không nên lười. Nốt nhạc màu tím. Ai là tác giả của bài hát Chị ong nâu và em bé? Các em có 10 giây để lắng nghe và trả lời. Nốt nhạc màu xanh. Bài hát Chị ong nâu và em bé được viết ở nhịp bao nhiêu? Các em có 10 giây để lắng nghe và trả lời. Các em vừa được tham gia một trò chơi rất vui và bổ ích phải không nào? Cô hy vọng những kiến thức mà các em lĩnh hội được trong giờ học ngày hôm nay sẽ giúp các em tự tin và yêu thích âm nhạc hơn. Sau khi học xong bài hát này, các em hãy học tập đức tính siêng năng chăm chỉ của chú ong, ngoan ngoãn nghe lời cha mẹ, thầy cô, chăm chỉ học bài và giúp đỡ bố mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.